Thưa quý vị, sau khi tiếp nhận chủ trương về thực hiện các biện pháp mạnh trong phòng chống COVID-19 là hạn chế tiếp xúc, người dân thành phố Đà Nẵng ý thức được tình hình dịch bệnh nên đều tin tưởng, đồng thuận và chấp hành chủ trương của thành phố để hạn chế lây nhiễm dịch bệnh. Thành phố đưa ra cái chủ trương này tôi thấy rất là tốt, và đây là một cái phương pháp mà thành phố đưa ra là chính xác để mà giảm tải bớt được cái sự mà lây lan của dịch, mà chúng ta cũng biết rằng là thành phố chúng ta đang có cái dịch nó lây lan rất là nhanh, cho nên thành phố làm kiên quyết như vậy để là chúng ta thấy là cái thành phố chúng ta sẽ dễ yên bình hơn. Nếu như người dân chúng ta, bản thân tôi là một người dân thì chúng tôi thấy rằng là điều này đó tôi tán thành và rất là hoan nghênh để thành phố chúng ta thực hiện cho nó tốt hơn. Tiếp nhận thông tin này đến đúng 12 giờ trưa ngày nay, ngày 22 tháng 7 thì thành phố thực hiện biện pháp mạnh trong phòng chống dịch. Đối với người dân thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Vì người dân thì chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm túc vấn đề đi lại, giãn cách, thực hiện cái giãn cách trong khu dân cư đối với xã hội, và thực hiện không tham gia vào các hoạt động đông người như thể dục thể thao và trong cái đi lại nó không cần thiết, tạo điều kiện cho thành phố là dập dịch có hiệu quả. Nhà nước chủ trương ra để dập dịch thì chúng tôi cũng hết làm ủng hộ năm việc 5K để cho quay lại tình hình ổn định để chúng tôi tiện việc buôn bán. Tôi cũng thấy an tâm hơn, chứ còn hơn cứ đi ra đường mà không biết ai là người bị bệnh. Thì tôi cũng thấy có nhiều người có hoàn cảnh khó khăn là chịu đơn dịch bệnh thất nghiệp. Nên chi tôi cũng yêu cầu nhà nước là hỗ trợ cho những cái gia đình hộ nghèo, hộ khó khăn trong trường hợp dịch bệnh như thế này. Bắt đầu ngày hôm nay áp dụng biện pháp mà mạnh để khống chế cái dịch COVID-19. Thì tôi là người dân ở trong cái khu vực là ở địa phương. Thì tôi hoàn toàn ủng hộ và nhất trí cho thành phố để thực hiện cái áp dụng cái biện pháp mạnh đối với khu dân cư để ngăn ngừa phòng dịch ở cộng đồng. Với bản thân tôi thì trước hết là phải thực hiện đủ theo cái chế độ 5K của chính phủ. Thứ hai là khuyên bảo trong gia đình phải chấp hành thực hiện nghiêm với chỉ thị áp dụng biện pháp mạnh của thành phố. Thành phố đưa ra những cái chủ trương mà hạn chế, ví dụ như là shipper rồi là vận tải vân vân, một số cái dịch vụ đó thì rất là hợp lý trong thời điểm này và cũng cần phải có những cái quan điểm mạnh. À, những chính sách mạnh thì mới phòng chống dịch được hiệu quả hơn. Đi tập thể dục nữa là không nên đi nữa, tại vì đi là tập trung nhiều người á, và cũng như là đi xe đạp cũng là không thể đi nữa. Mình chủ yếu là ở nhà và không tiếp xúc đông người trong gia đình, cũng nên tách ngồi xa ra xí nữa.